muốn làm tóc cho nó thẳng lại, anh có thể làm được không? Ok. Mà anh ơi, anh thể cắt cho em kiểu nào mà em chải được 2-3 kiểu được không? Ok, được chứ, để anh. Ok, thắng luôn. Hello các bạn, hôm nay Barbershop Dương Chí sẽ thay đổi cho bạn Nhân từ một kiểu tóc xoăn thành một kiểu tóc thẳng. Và mình sẽ cắt tóc cho bạn dễ dàng, vuốt được nhiều kiểu khác nhau.